Trưa ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo từ Công an huyện Nhà Bè đề nghị hỗ trợ tìm kiếm người đuối nước ở khu vực cầu Hiệp Phước, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Nhận tin, Phòng BC07 đã điều 2 xe, 1 cano cùng 18 cán bộ chiến sĩ có mặt triển khai tìm kiếm. Sau một lúc, thợ lặn đã tìm thấy thi thể một em sinh năm 2009 và em còn lại sinh năm 2014, cùng ngụ huyện Nhà Bè, đưa lên bờ và bàn giao cho công an địa phương.